Dạ Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn thân yêu. Đó, thì mấy bữa nay á thì Khánh thấy là ở nhà cũng rất là buồn và không có gì hấp dẫn hết. Cho nên là bữa nay thì Khánh có những cái ý kiến để mà làm cho cái clip thêm phần sinh động. Đó là Khánh tạo ra một cái sân chơi. mình bữa nay mình chơi dao nha. Chơi dao. Đó. Thì bữa nay á là Khánh sẽ làm một cuộc thi bằng cá. Cá này là hồi sáng ở nhà Dung với mấy đứa nhỏ vừa câu được không. Cá này là cá rô phi ở nhà nuôi. Ba con ở trong đây là có ba con cá bằng với nhau hết trơn luôn và vẫn còn sống bình thường, vẫn còn nhảy sôi sối. Thì ở đây nè có ba con cá và ở đây thì có ba con dao. Đây ba con dao, 1, 2, 3 con. Thì bây giờ là ba con dao này có con bự có con nhỏ, tại vì ở nhà thì không có ba con dao giống nhau, cho nên là ở đây có con bự con nhỏ. Thì mỗi đứa cái nguyên tắc của trò chơi là mỗi đứa làm lấy một chọn cho mình một con dao và một con cá. Thì đứa nào mà bằng cá nhanh trước và đẹp, con cá đẹp nhất thì đứa đó sẽ thắng. Thì ở đây có ba vị giám khảo, Khánh, chị Hương và mẹ. Ba vị giám khảo chơi cho nó công bằng. Thì người nào mà thắng thì sẽ được chai dầu ăn 1 lít. Đây là chai dầu ăn thuốc kinh ơi, 1 lít. Đâu rồi? Đâu rồi ta? Đây nè, đây là 1 lít. Đó. Thì chai dầu ăn này 1 lít. Có thể ai thắng thì đem về cho mẹ nha, hiểu không? Thích không? Thì cái cuộc thi này, mục đích của cuộc thi, ý nghĩa của cuộc thi á, đó là tập cho mấy đứa nhỏ biết cách mần cá để sau này nuôi mẹ hay nuôi vợ hay nuôi con gì cũng được ha. Bây giờ mình cái quy định của trò chơi á là như vậy: con cá nào mà mần sạch đẹp và nhanh, móc ruột móc gan cạo dải cạo dây rồi này kia xong hết cho nó đẹp mới thắng thắng gì hơn. Vậy mới được thắng. Còn nếu như mà thiếu cái này hoặc thiếu cái nọ thì không được thắng nha. Nhưng mà đừng cắt mỏ nha, mỏ béo lắm. Bây giờ mình phải canh giờ, mình thi thì mình phải canh giờ. Cân nhắm trong vòng bao lâu? 10 phút không? 15 phút ha. Thì vậy là cho mỗi đứa 15 phút, đúng 15 phút. Đứa nào mà tước thì đứa đó sẽ thắng nha. Đứa nào bằng tước trong vòng 15 phút á thì con cá bằng tước xong nhưng mà phải sạch sẽ, phải đẹp mới thắng nha. Ở đây thì có ba con dao không có giống nhau, không có bằng nhau. Có một con bự, một con vừa vừa và một con nhỏ. Thì bây giờ thì đứa chơi tù tì đi. Đứa này chơi thùng tước ha. Thùng rồi ai mà thắng, ai mà đi ra thì người đó sẽ chọn cho mình con dao đầu tiên. Rồi còn hai đứa còn lại thì sẽ tù tì. Thì đứa nào thắng thì đứa đó sẽ chọn con dao kế. Và đứa nào thua thì sẽ chọn con dao còn lại. Hiểu không? Rồi bắt đầu chơi đi nha. Không. Không. 1, 2, 3. Khánh chỉ nhìn được trên máy quay thôi ha. 15 phút nha. Khánh sẽ nhìn được trên máy quay thôi. Trong vòng 15 phút thì máy quay sẽ không có tắt.
vẫn để nguyên để mà canh giờ được. Mày với một chiếc lá này thì sẽ xong hết thôi. À, tôi con không để lên tấm cây mà con để lên chiếc lá. Hết cây rồi. Hết cây hả? Còn lá luôn. Dao của thằng Quyền thì là con dao bén nhất á. Ở trong nhà thì con dao của thằng Quyền là con dao bén nhất. Rồi, con dao của anh Tý là con dao bén nhì. Ủa hồi nãy là ai chọn dao tước hả? Dạ. Tý không? Dạ. Tôi là người chọn dao tước. Còn Di hả? Di con là người chọn dao chót phải không? Dạ. Đàn ông ở trong nhà là phải biết cảm đan, không biết mừng cá nha. Thấy dị hương hay sao? Tập cho ba nhỏ nó bà nhìn dễ thương quá. Coi kêu coi chừng ta nha. Nó tập cho tụi nó mặn á. Cố lên cho nó miếng mặn. Cố lên. Ba đứa ơi, cố lên ba đứa ơi. Ban giám khảo thì sẽ là người công bằng nhất nha. Giám khảo là cha là mẹ nha. Tập trung mình nha, tập trung chuyên môn dữ ha. Thằng này ngon nhõm giò nhõm hai cái gót lên luôn. Còn tí thì mọt cái lưng xuống tới bắt tới đất ạ. Đây coi thằng nào là thằng giỏi nhất. Ở nhà thằng Tý nó biết mặn gì vậy hơn? Nó mặn gì cũng được hết không? Nấu cơm, chiên hột vịt, chiên cá, làm nước mắm. Rửa chén nào cũng làm được. Quét nhà, dọn dẹp là được hết. Nó nhiều nhất quá. Nó phải nhớ là nhân gì nhất quá. Ba ngày đứa nào cũng giỏi con á. Dạ hả? Chừng cái tay nha. Nó cũng giỏi thằng Quyền mà về Duy chừng tay nha con. Dạ. Thằng Quyền cái về cũng quét nhà. Phải không Quyền? Thằng Tý về là hết chổi hết nhà liền luôn á. Để coi thằng nào giỏi nhất. Còn Di mà mày mát giữ nhà là rủ đi chơi không đi á. Có tay nha con. Có chân chân cẳng nha. Cái cây đằng này nè con Quyền. Có để lên cây thì để. Còn cho đẹp cá mà được nha. Còn cho đẹp cho thật thẻ. Đầu bỏ hoàng mới được à. Mừng sao mà cho ban giám khảo không có bị từ điểm á nha. Quyền cầm dao tay trái. Dao bé nhân con Quyền. Đó. Ba em nuôi này nuôi. Nuôi cái nhà để. Cho ba thằng này giờ chừng nữa cây thằng nào lấy vợ tước. Chừng nữa hả mẹ? Ba thằng tuổi nè. Thằng nào có tiền cứ vợ tước. Cái thằng này có ghệ tước, thằng Quyền đít bự này chắc có ghệ tước hắn Quyền. Dây nè, Quyền đít bự. Hả? Không biết. Sao hả? Con đít bự mà. Dì Hương giữ thích. Anh Dây có hấp bà mẹ, mua xe cha, bà nội cứ vợ. Chắc Dây cứ vợ trước quá. Con này có ghệ tước. Thằng nào cũng chăm chú hết ta. Chưa hả? Quyền khoái rồi phải không? Có nè, cô có nghe nói nè. Cô có nghe nói nè. Khai lại đi. Chị nói con đi học cái khúc nhỏ nào á. Phải không? Không có đâu. Có không? Không có. Có bạn gái chưa? Chưa. Có bạn gái chưa? Chưa. Có chưa? Chưa. Đắc không? Chắc. Tí, có bạn gái chưa? Chưa. Chưa hả? Gái có đứa nào đâu chân chưa? Chưa. Hôm qua có nhỏ nào cũng tí đi chơi á. Hả? Ừ, nhưng mà tí không đi nha. Đứng tí. Mỏ nó kia. Thôi đừng cắt mỏ. Để mỏ rồi, đừng cắt mỏ. Cắt luôn. Đầu đâu ăn được. Cái đầu ngon á.
Rồi coi cá nào nào đẹp nhất. Cá đậu thổ đàng hoàng nha. Chỉ có một giải thưởng thôi nha. Coi cho kỹ lại nha. Chưa mới có để mới có 5 phút thôi đó. Mới có 5 phút thôi còn nữa. Mượn dao kìa gì? Hả? Mới có 5 phút thôi luôn hả? Cái gì? Măng thử coi đứa ăn. Cái gì ăn được là để, còn cái gì ăn được bỏ nha. Măng coi đứa nào cái nào măng thì chắc là đứa nào cũng măng được rồi. Nhưng mà con cá nào đẹp nhất mới là quan trọng. Đây là da nhỏ quá cắt không được. Trời ơi, dơ dơ nha. Đó. Đừng thứa. Còn chưa có thạch đâu. Chừng nào mình bắt nếp được á, ăn được luôn á thì mới là thứa. Rồi chừng nào cảm thấy được thì nói được nha. Đứa nào cảm thấy của mình là được rồi thì nói được rồi. Đâu mà. Ướt chân kia. Con cá cúi. Rồi bây giờ ban giám khảo nhìn lại nhìn cá cho kỹ kỹ đi. Rồi có ban giám khảo. Cá nào ăn được liền. Cá thằng tí thì được rồi đó. Mà con cá thằng Quyền thì chưa bỏ cái mang. Lỗi rồi. Một điểm. Chơi. Còn cá thằng Di thì mất cái đầu rồi. Mất tiêu cái đầu. Mất cái đầu rồi. À, bây giờ Khánh coi kỹ lại nha. Bây giờ Khánh sẽ cho ông bà cô chú anh chị nhìn kỹ những cái con cá. Đây là con cá con tí phải không? Ừ. Nè, cá con tí. À, bên đây thì nè, mần sạch sẽ rồi. Rửa cái bụng ở trong cho nó sạch. Đây là cá phi cho nên là rửa cái màu đen nó sạch sẽ rồi. Mắt mỏ vẫn còn nguyên nè. Đó. Mắt mỏ vẫn còn nguyên. Dây thì sạch rồi ha. Đuôi cũng sạch rồi, giải cũng sạch luôn rồi. Ở đây cũng sạch luôn rồi, mấy cái cọng giải nhỏ nhỏ ở đây thì cũng sạch rồi, không còn nè. Đó. Còn bên đây, cá này là của Hồng Quyền. Đó, để Khánh tức hết là thấy rồi. Cái này giờ vẫn còn cái mang nè ha. Đó. Hai bên luôn. Rồi cái thân bụng thì
Ờ mặn trong bụng thì cũng cần gột luôn. Đây, gột ở trong đây cũng còn đen đen nè. Đó. Gột nó thì vẫn còn. Rồi, vậy là con này đứng nhất ha. Con này đứng nhì. Còn con này. Cái này thì cái này mần không thà, không đẹp nè, cái này mần chưa đẹp nè ha. Cái chỗ này cái cạnh này còn. Cái đầu thì mất tiêu con mắt luôn, cá này không có con mắt. Rồi cái đuôi thì chặt cũng hơi xéo hơn so với hai con cá kia nè ha. Đó. Vậy. Rồi cuộc thi ngày hôm nay là ai đứng đứng đầu? Đứng đầu nguyên nhất nhì. Nhì đứng ba. Không có một giải thưởng gì, chỉ có một giải thưởng duy nhất thôi. Vậy là tiếng bản thầy. Dương có đồng ý vậy không? Ai biết. Không, Dương là ban giám khảo mà. Thì thấy con cá một tí gì nó đẹp hơn. Dương. Tí là đẹp nhất. Cá tí mần là đẹp nhất. Hay gớ tí ơi. Mà tính ra thì tí hồng mần trước nhất. Tí mình cũng nha sớm nhất luôn ha. Tí mình cũng không sớm nhất luôn. Trong cuộc thi ngày hôm nay á thì ai cũng đồng ý á, là tí mần cá nhanh nhất và đẹp nhất. Cho nên là phần thưởng này cho giờ ăn này trị giá 25.000 đồng sẽ thuộc về tay của Minh Trí. Chừng nữa chắc là tí cưới vợ sớm, hy vọng là vậy. Tại vì giỏi mà. Làm vua đầu bếp đi. Thì bữa nay thì sau khi mà cưng nhận được giải thưởng thì cưng thấy sao? Hay vui. Gửi gì nữa? Con gì nữa không? Dạ. Con gì nữa không? Dạ, thấy biết mừng cá nhanh hơn. Thấy tự tin đâu. Rồi đây là cho vợ ăn có tí nha. Em về cho mẹ nha. Rồi, Khánh xin cảm ơn hết ông bà cô chú anh chị đã theo dõi cũng như là đã ủng hộ cổ vũ tinh thần cho ba em trai trong ngày hôm nay. Khánh xin chúc ông bà cô chú anh chị có một ngày mới vui tươi hạnh phúc và một đêm ngủ thiệt là ngon nhất. Còn bây giờ thì cả nhà Khánh xin chào và xin hẹn gặp lại.